Sự cố bất ngờ khiến việc đưa thi thể bé trai rơi ống trụ bê tông lên bị chậm trễ. Tối 18 tháng 1, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu thông tin nhanh với báo chí tại hiện trường về tiến độ đưa bé trai 10 tuổi lọt ống trụ bê tông sâu 35 mét lên. Theo ông, trong chiều cùng ngày công tác cứu hộ phát sinh tình huống trục trặc nhưng đã xử lý nhanh. Trong chiều nay có hiện tượng đất sụt lún ở xung quanh một ít. Tuy không nghiêm trọng, không ảnh hưởng bên trong nhưng phải xử lý cho mặt bằng ổn định an toàn cho các lực lượng thi công ở trên, ở dưới và xung quanh. Đây là tình huống phát sinh và thiết bị trục trặc do chất liệu bơm lên đặc sánh. Tất cả những cái này đã được lực lượng ở công trình xử lý nhanh, dùng cát để san lấp giữ ổn định xung quanh thành hố đang xử lý cứu hộ. Ông Đoàn Tấn Bửu nói rõ. Theo ông Bửu, lực lượng cứu hộ đã nỗ lực thực hiện các phần việc múc đất trong ống vách thép nhằm phát lộ mối nối đoạn 2 và đoạn 3 của trụ bê tông vì nghi ngờ thi thể Hạo Nam nằm trong đoạn đó. Lãnh đạo địa phương cho biết, dự kiến trong ngày 19 tháng 1, lực lượng cứu hộ sẽ thực hiện xong nhiệm vụ đưa thi thể của cháu Hạo Nam về với gia đình. Đã 19 ngày bé trai Hạo Nam mắc kẹt bên trong ống trụ bê tông, các lực lượng cứu hộ nỗ lực thực hiện những phương án được cho là tốt nhất, an toàn nhất để đưa thi thể lên. Tuy nhiên đến nay sự cố này đã làm chậm trễ việc này so với dự kiến là trong đêm ngày 19. Tính phương án lo tang sự cho nạn nhân, các công việc liên quan đến pháp y, xử lý thi hài, khâm liệm, đưa linh cữu của cháu bé về với gia đình đều được phân công sắp xếp. Chúng tôi đang tập trung các lực lượng tính luôn phương án lo tang sự cho cháu bé theo truyền thống, nghi thức của gia đình. Tất cả công việc đang trong trạng thái sẵn sàng đầy đủ bằng mọi cách lo cho cháu bé tốt nhất. Ông Đoàn Tấn Bửu thông tin thêm.